Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu đến các bạn bộ thu phát RF 315. Thì ở đây mình có một tay phát RF 315 4 kênh loại 1000m, và đây mình có một module thu RF 315 loại T4. Thì module thu này thì chúng ta sẽ có chân VCC, chân GND. Là chân cấp nguồn thì chúng ta sẽ cấp nguồn là 5V DC vào đây. Chân VT này là chân thông báo trạng thái, khi nào có tín hiệu đến thì chân VT này sẽ được kích lên mức 1. Chúng ta sẽ sử dụng 4 phím ABC tương ứng ở trên tay điều khiển này để điều khiển 4 kênh ra từ D0 đến D3 ở trên module thu này. Đây các bạn có thể xem. Trên module của chúng ta thì các bạn có thể quan sát thấy ở đây là chúng ta sẽ có 8 cái vị trí để mã hóa địa chỉ truyền và nhận. Đây chúng ta sẽ có 8 pin tương ứng với chân từ chân số 1 đến chân số 8 của con PT2272 này. Đấy. Thì ở đây mình đã trên module của mình thì đã mã hóa sẵn, là chúng ta có thể thấy này, ở vị trí 1 đang đường hàm dưới, tức là ở vị trí dưới này thì là tương ứng là VCC là sẽ là mức 1. Như vậy thì ở đây khi mà hàm xuống vị trí 1 như này thì IC ta sẽ hiểu là cái bit địa chỉ của nó sẽ là 11. Đấy. Thì nếu các bạn không hàn lên hoặc không hàn xuống, các bạn để nguyên thì nó sẽ là 10. Còn nếu như các bạn hàn lên phía trên này, tức là hàn xuống đất, thì module sẽ hiểu là 00. Thì các bạn tương ứng như thế, cứ ở module thu mã hóa như nào thì bên module phát chúng ta cũng sẽ phải mã hóa như thế. Đây thì đây mình đang mã hóa các vị trí là 1 3 5 7 là lên mức 1. Đấy. Như vậy địa chỉ truyền của chúng ta sẽ là 1110 1110 1110 1110. Đấy. Và 8 bit như vậy thì tương ứng ở trên tay phát chúng ta sẽ mã hóa tương tự như thế. Thì đây chúng ta có phần tay phát, thì tay phát chúng ta sẽ sử dụng là pin 9V. Các bạn lưu ý ở đây chúng ta sẽ phải lắp đúng chiều âm dương ở trên phần vỏ của module tay phát này đã có ký hiệu rồi, các bạn chú ý lắp đúng chiều cho mình. Đây thì bên trong chúng ta cũng sẽ cắt bên trong ra. Đây thì bên trong chúng ta cũng sẽ có con IC mã hóa là PT2262. Đây thì đây các bạn cũng có thể quan sát ở đây chúng ta cũng sẽ có 8 cái bit địa chỉ, đây đánh số từ 1 đến 8. Ở đây thì chúng ta có mức trên này sẽ là mức 0, đây mức dưới này là mức 1. Thì các bạn cũng sẽ mã hóa tương tự như bên phía tay phát, tức là vị trí 1, như bạn thấy ở đây vị trí 1 mình đang hàn xuống là mức 1, vị trí 2 chúng ta để 0 thì sẽ là mức 10, ở đây là vị trí 11 10 11 10 11 10. Đấy thì tương ứng như thế, bên bộ kia chúng ta cũng đã mã hóa hai bộ này giống nhau thì chúng sẽ truyền nhận tín hiệu được với nhau. Sau đây mình sẽ lắp vào và test thử cho các bạn xem. Đây, mình sẽ lắp pin. Ở đây mình đã có chuẩn bị sẵn một mạch để test. Ở đây thì mình sẽ dùng 4 bóng đèn led này cho 4 chân ra này, từ D0 đến D3 này. Thì các bạn đây mình sẽ cắm VCC. Đây thì các bạn có thể xem. Mình sẽ bật nút A. Đây các bạn có thể quan sát. Test ở vị trí này sáng. Như vậy thì nút A của chúng ta đang tương ứng với là chân D2. Nút B đấy, sẽ là chân D3. Và nút C và chân D0, nút D sẽ là chân D1. Đấy, các bạn có thể xem. Đây là module T4 thì nó sẽ chốt 4 kênh độc lập, tức là các bạn bật kênh nào thì sẽ điều khiển mình kênh đấy, không liên quan đến các kênh khác. Chúng ta còn có loại M4, tức là nó sẽ chốt giữ vị trí cuối cùng, tức là ví dụ như đèn A của các bạn đang bật, sau đấy các bạn bấm B thì đèn B của các bạn sẽ bật lên và đèn A sẽ tắt đi. Đấy. Và một loại nữa là loại L4 thì chúng ta cứ nhấn giữ thì nó sẽ bật và thả ra thì nó sẽ tắt. Trên đây là video hướng dẫn cách mã hóa và cách sử dụng module thu phát RF 315 của nhóm review. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.